Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây nhà mình trồng là cái cây thạch anh á. Để mình quay cho thạch anh cho mọi người cùng xem nhé. Mọi người ơi, mọi người nhìn kỹ cái cây này là tên là cây thạch anh nha mọi người. Trên mạng người ta hay giới thiệu nó là cây thạch anh. Cây thạch anh nó có công dụng là trị bú cổ. Còn có người thì bảo là sốt uống cũng được, rồi viêm son trị ung thư, những cái trị ung thư hay là viêm son hay là những cái ung bướu khác thì mình không biết, nhưng mà nó trị bú cổ là mình biết. Cái cây này nhà mình trồng á, thì mới đầu trồng nhiều lắm nhưng mà sau cũng ít dùng, cho nên đâm ra cái nhà mình cũng không có trồng nữa, nhưng mà bỏ thì nó tiếc nên mình vẫn cứ trồng để giữ cái giống của nó. Để nhiều khi có ai sinh thì mình cho một hai cây để người ta làm giống, người ta trồng. Có những người mà bị bú cổ nặng đó mọi người, thì người ta sẽ dùng cái cây này. Người ta có người thì hái nhiều lá nè, cái người ta nấu ra nước để người ta uống trong một buổi một ngày gì đó, nhưng mà phải với số lượng là lá nó nhiều. Có nhiều người thì mình thấy là người ta nhai theo kiểu đàn ông thì 7 lá, đàn bà thì 9 lá, cái xong người ta đưa vào miệng người ta nhai. Còn có người thì nhai với muối, còn có người thì người ta nhai không, nhưng mà nhai cái này nhai không mình cũng có thử rồi, nhai không thì không có mùi vị gì hết á. Nó tưởng tượng như là nó ăn giống như ăn gì ta, thí dụ mình ăn rau đi, nữa có mùi vị của cái lá rau là nó thơm á này. Còn cái này nghĩa là nó vừa lạ lạ mà nó không có cái vị gì luôn á. Mà cái cây này là mới trồng nó sẽ cao cỡ này nha mọi người. Cái xong cái nó cao hơn một tí nữa, nhưng mà khi đây nó cao lên vậy nè, nhưng mà thí dụ nó cao như thế này á, mình lấy lá mình ăn á thì mình sẽ ngắt cái đọt đó mình trồng. Còn nếu mình không dùng nữa thì nó dài như thế này. Đây, có cây nó dài, nhà mình phải đốn nó đi, cắt ở đây nè. Nếu mà mình không dùng tới á, đây, nếu mình không dùng tới á, cái cây nó dài nè. Đã thấy nó dài không? Nó dài ở dưới cái lá. Đây, cái cây nếu mà nó dài quá thì nó sẽ xấu đi. Đó, cái cây nó sẽ còn vậy nè. Cái lá nó nằm ở trên, còn lá dưới nó sẽ bị màu vàng, cái xong nó rụng lá hết. Đây. Cái này là do nhà mình không dùng tới. Cái xong cái nó nè, nó thật là dài luôn. Cái dài ơi là dài luôn. Còn cái cây này nếu mà thường thường là để là nó sẽ đó, nó ngắn như thế này là đó thì nhìn nó đẹp. Còn mình mà không dùng tới thì nó dài như thế này. Còn cái cây này nó rất là dễ trồng. Ví dụ nó đây. Ví dụ vậy đi, cái mình cái thân nó đang lên về, cái mình ngắt nó, ngay đây, cái xong cây mình cắt nó ra làm 3 khúc, mỗi khúc nó một cái thân cả này đi đó. Xong cái đầu mình ghim cái đầu nó xuống dưới đây, ghim xuống đất nó hơi ẩm ẩm một tí là nó sẽ mọc lên liền luôn. Nó nói chung là nó dễ trồng, nó dễ trồng lắm. Đây là nó mọc lên luôn. Nhưng mà trong cái thời gian nó trồng thì nó rất là lâu lên nha cả nhà. Chỉ là thí dụ mình thấy cái cây nó cao lên vậy nè, chứ cũng cả tháng, 2 tháng kìa. Nói chung mình cũng không để ý rằng là thời gian nó mọc như thế nào, nhưng mà nó là rất là lâu. Đây, ở đây chậu này mình cũng có, đây là nhưng mà nó ít. Nhưng mà mình cái sân nhỏ, nhà mình nhỏ nên nó không có sân lớn, nên mình trồng nó rất ít. Còn cái này là nó già lắm rồi, mà do nhà mình không có dùng cho nên nhà mình không có cắt ra để trồng tiếp. Ví dụ trồng cũng không có chỗ trồng, vì trồng mà mình không dùng thì cũng không trồng, nhưng mà nếu bỏ thì mình sẽ bị mất cái giống này luôn. Bây giờ nhiều khi có người này người kia xin trồng mà nhìn vậy đó, chứ nếu mà đúng một người mà đang bị bệnh á là dùng sẽ không đủ. Nên thí dụ người nào mà bị bệnh á là người ta sẽ có thời gian khi người ta xin về dài cây đi, người ta trồng xong nó lên nó giống như nó dài vậy nè, cái người ta chiết ra xong cái người ta lại trồng tiếp. Giống như ví dụ đất ở quê nó hơi lớn thì người ta trồng nguyên một đám, nhưng mà mình trồng đống rau vậy đó thì mới đủ uống. Thí dụ mà nếu mà nhai theo lá, người nếu không có tính lá ta 7-9 lá thì có người nhai cả lạng, thì nếu những cái cây này trồng không bao giờ đủ để uống. Đây nè, không giờ đủ vì cái nguyên một cái cây nó lên nó đâu có bao nhiêu lá đâu nè, khi nó cao hơn tí thì nó cũng có gì nè,
nó cứ lá nó sang sang vậy, nó cao lên tí thì cũng được, ở tầm mười mấy, hai chục lá, ba chục lá là cùng. Nếu cao hơn nữa thì có thể hơn, nhưng mà xong mà cái mình đợi mình trồng cái đợt khác thì nó cũng lâu lắm. Rồi xong ở dưới gốc nó sẽ nhảy lên một cái cây khác, giống như nó nhảy nhánh, nó nhảy lên cây con vậy đó. Còn cái nào mà mình cắt nó ra thì mình diêm thì nó sẽ mọc thêm cây khác. Còn có nhiều người là đất nó ít á, thì người ta sẽ lấy giống như cái chai mà chai mình uống nước đó, cái người ta cho miếng đất vào, cái người ta đặt cái cây này nè là đủ một cây dài, người ta treo cả 100 cái chai đó là sẽ được 100 cây này, là người ta sẽ dùng mới dùng đủ thôi. Chứ nếu ít như đây một người bị bút cổ mà để nó lên, nó mà dùng giống như thuốc nam á thì cũng không đủ để mà dùng nữa. Nhưng mà nói chung trồng thì rất dễ trồng, nhưng mà phải có nhiều đất mới trồng được. Đây mình cũng nhiều cây lắm, trồng xem những cây khác chứ mình cũng không có đất để mà trồng mà riêng, nhưng mà mình cũng giữ cái gốc này. Nếu ai mà ở gần mình mà muốn xin cái này trồng, mình cũng sẽ cho vài cây chứ mình không cho hết nha. Mình cũng phải nói chung là cho để cho người ta giữ, để ví dụ mà không phải là riêng một người nào bị bệnh, có thể người này bị bệnh người ta xin thì mình cho, rồi tự truyền tay nhau mà trồng. Chứ cũng không ai mà giống như cho hết thì mình sẽ đâu còn cái cây nào để mình giữ giống như mình cho người này người kia. Cho nên là cây này nó tên là cây thạch anh nha mọi người. Ở trên mạng á, có người thì trồng gọi là cây thạch anh nó có hoa, nhưng mà nhà mình cây này thạch anh này lại không có hoa, nhưng mà nó trị được bút cỏ nè. Còn nhiều người nói là trị được ung thư thì mình không biết là nó có trị được ung thư hay không, thì mình cũng không có dùng. Nhưng mà cái cây này nó là chuyên trị là về bút cỏ, mấy người bị ung vú rồi đó là trị được đó. Còn hôm bữa có một cái chị kia, chị bảo là chị uống bị viêm son thấy nó cũng đỏ, nhưng mà mình không biết là nó có tác dụng trị được viêm son hay không. Mình chỉ bảo là nhà chị có người quen á, bị người quen bị cái gì ra, bị cái gì viêm phổi đó, thì định gửi về cho uống thử là nó có hết hay không. Dạ không biết viêm phổi hay là ung thư không thì không biết, nhưng mà không biết có hết hay không. Nhưng mà chị nói thì chị cho uống thử chứ biết đâu nó lại hết, chứ chưa chắc là nó đã trị được cái bệnh đó. Nhà mình cũng được bao nhiêu cây, nhiều cây lắm nhưng mà ít dùng, không có dùng đó, nhưng mà cũng để dành vậy đó. Vậy mà trên mạng có nhiều người ta bán luôn, nhưng nhà mình thì không có bán. Nếu ai cần thì xin mình cho mình chiết ra cho người trồng cũng được nhiều lắm. Nó gọi là thạch anh, lá nó rất ngon đó, nó xen xen vào nhau đó, mọi người nhìn thấy không, cái lá nó xen xen vào nhau mà nhìn nó nhỏ lắm. Cái cây nào tốt thì tốt, thì cái lá nó hơi to được không tí. Đây cây này tốt nè, lá nó hơi to được tí, nó to ra. Chứ còn không lá nó nhỏ xíu à. Đất nhà mình ít lắm, trồng trên những cái chậu nè, cho nên nó không có được nhiều. Có nghĩa là trồng cho nó gọi là cho nó có để dành giống thôi, chứ cũng ra nhiều lắm đó. Anh chỗ quá trời nè, nhà nó vàng này nè. Nếu như mình không dùng cái nó sẽ bị vàng đi. Nếu mình dùng thì mình ngắt cái lá này, cái xong mình nhai, mình rửa sạch xong mình nhai. Nhiều người thì nhai với muối, nhiều người thì nhai không. Tự nhiên nhai không, không có mùi vị gì, cái mình ngán á, cái đầu cái mình cho miếng muối vô nhai cho nó đỡ ngán. Mình đã được một chậu này, đây là cây thạch anh á. Cây thạch anh mà trên mạng người ta hay nói là nó trị bướu cổ, rồi trị ung thư, rồi trị tùm lum, nhưng mà đa số nó là nhiệm vụ chính của nó là trị bướu cổ luôn các bạn. Sẽ quay rõ cho mọi người coi. Nó rất là dễ trồng luôn á. Cái này mà một cái thân to đó, cái xong cái mình lấy mấy cái lá đi, mình cắt nó ra làm 3 khúc, mỗi khúc nó cỡ 10cm hơn cũng được tùy. Cái xong mình ghim xuống là vài ngày, là ghim xuống đất chỗ ẩm ẩm là vài ngày là tự nhiên nó mọc lên, nó sống á. Cái nhảy nhánh nó nhảy cái nhảy mộng, rất là dễ trồng luôn. Nó cây thạch anh mà chỉ muốn cổ đó, ung bú rồi đó mọi người. Mà mình cũng chưa biết chính xác là nó trị nó hay đến mức độ nào, nhưng mà đa số là người ta nói cái này là cây này là cây trị bú cổ, cây hiếm lắm đó. Thì cái nguồn gốc nó hồi xưa là từ nước ngoài hay sao, ai đem về đó không biết có đúng hay không. Cho nhà mình được 2 cây, nhà mình ươm lên là nhà nó được quá trời. Đợt trước có một chị kia chị xin mình cũng cho về, chị cũng trồng, cũng mấy người xin. Cái bác trên kia bác xin nhà mình cũng cho, cái bác cũng trồng ra quá.
cái này mà giống ở dưới quê á, đất nhiều là trồng nhiều cái này nè, cho ai ai xin về trồng cái người ta cho người này người kia bị bệnh rồi đó. Video giới thiệu cây thạch anh của mình đến đây.